Chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một bộ ảnh hết sức ý nghĩa và tâm huyết của tác giả Mai Nguyên Anh về lịch sử gia đình. Thì cụ thể hơn, đây là bộ ảnh tên Gửi Anh Tuyền, kể về sự chia rẽ giữa bà ngoại của Nguyên Anh và anh ruột của mình trong 63 năm. Như mọi người đều biết thì sau năm 1975, khi mà chế độ Sài Gòn sụp đổ thì đã có rất nhiều gia đình phải ly tán và nhiều gia đình cũng phải bay sang Mỹ để tị nạn. Thì bà ngoại Nguyên Anh và anh ruột của mình là một trong số những trường hợp như vậy. Thì mình sẽ giới thiệu qua chút về tác giả Nguyên Anh. Mai Nguyên Anh là một nghệ sĩ thị giác khá trẻ. Bạn ấy mới sinh năm 1992 và mối quan tâm của bạn ấy là những cái vấn đề đương đại. Thì chủ yếu bạn ấy thực hiện nghệ thuật của mình bằng nhiếp ảnh tư liệu nhưng mang tính chất cá nhân và khá là giàu chất thơ. Và trước đây thì Nguyên Anh vốn tốt nghiệp ngành kinh tế tại Anh, nhưng mà vì có cái đam mê với nhiếp ảnh tư liệu nên bạn ấy đã làm phóng viên ảnh tại VN Express và một số tờ báo địa phương khác. Thì sau một thời gian thì bạn ấy đã có học bổng và hoàn thành chương trình đào tạo tại International Center of Photography tại New York. Và hiện tại thì bạn ấy đang là nhiếp ảnh gia hoạt động tự do, và đồng thời bạn ấy cũng là cái người đồng sáng lập nên Mắt Cá, một cái dự án ảnh tại Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ảnh ra để giới thiệu với mọi người bộ ảnh này của Nguyên Anh. Thì bà Hường là bà ngoại của Nguyên Anh và năm nay bà đã 75 tuổi và sống một mình tại Hà Nội từ năm 2001 sau khi người chồng của bà qua đời. Thì đối với bà, hai cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh lớn của Việt Nam, nhưng đối với bà thì nó là những ký ức xa vời, nhưng mà cho tới hiện tại thì nó vẫn là một cái gì đó khá là ám ảnh vì những dư âm mà nó để lại. Thì ông Tuyền bây giờ ông 81 tuổi rồi và ông đã từng là cán bộ cấp cao của chính phủ miền Nam Việt Nam, và hiện tại ông đang ở Mỹ cùng với gia đình nhỏ của mình. Và ông đã gần 40 năm kể từ khi ông rời khỏi Việt Nam sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ. Và trong suốt những năm qua thì ông luôn mong muốn quay trở lại Việt Nam, nhưng mà vì những cái áp lực phải nuôi gia đình và một số những nỗi sợ nhất định mà ông không thể quay trở về. Để mình kể một chút về cái câu chuyện của ông Tuyền. Thì vào năm 1952, khi còn là một cậu bé, thì ông đã được đưa vào miền Nam để người bạn thân của cha cậu nuôi dưỡng. Và ông hiểu cái hoàn cảnh gia đình quá nghèo để nuôi ba đứa con, nên ông đã cố nén nỗi buồn này lại và chào tạm biệt gia đình rồi rời đi. Tuy nhiên thì ông luôn tin rằng là khi chiến tranh qua đi và gia đình khấm khá hơn thì ông sẽ được sống với gia đình một lần nữa. Và năm 1954, khi hiệp định Geneva được ký kết, thì cả đất nước vui mừng khi chiến tranh qua đi, và ông mong ngóng mình sẽ được quay trở lại và sống cùng gia đình. Nhưng mà không ngờ rằng thì cái hạnh phúc này trôi đi nhanh chóng và trở thành một nỗi tuyệt vọng khi mà khu phi quân sự được thiết lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1954. Thì cái việc này đã chia cắt đất nước trong 21 năm sau đó. Tuyền không bao giờ được gặp cha mình nữa, và cậu không nhận được bất cứ lá thư nào từ gia đình gửi đi. Và cha của ông Tuyền cũng đã rất hối hận vì đã gửi con mình đi, và ông đã bị bệnh nặng rồi qua đời không lâu sau đó. Tuyền bắt đầu trưởng thành mà không có gia đình ở bên, và ông đã lập gia đình rồi được thăng tiến làm phó chủ tịch tỉnh Cần Thơ khi còn rất trẻ. Và việc này cũng đồng nghĩa với việc mà liên lạc với gia đình miền Bắc trở thành bất khả thi. Và khi mà chế độ Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975 thì ông Tuyền đã cùng gia đình bay sang Mỹ, và tại đây thì ông đã gửi lá thư đầu tiên của mình về cho gia đình. Và vào năm 1976, khi mà bà ngoại Nguyên Anh nhận được một lá thư từ Mỹ, thì bà không chắc người này là ai và lo rằng chính quyền sẽ đặt câu hỏi vì sự thù hận đối với Mỹ vẫn còn rất lớn tại thời điểm đó. Nhưng mà cái linh cảm mách bảo rằng đó là lá thư của ai đó rất gần gũi với bà, và sau khi hỏi thăm những người lớn tuổi trong làng thì bà đã xác nhận được đây là anh trai của mình. Và dù có chính quyền siết chặt kiểm soát thì bà vẫn quyết định viết thư hồi đáp ông Tuyền mà không ngần ngại. Và từ đó trở đi thì bà và ông Tuyền luôn giữ liên lạc với nhau. Mỗi năm thì hai người gửi cho nhau hai lá thư cho đến khi có điện thoại xuất hiện. Và khi 40 năm đã trôi qua, hai người không gặp nhau. Đến năm 2015 thì cái ước nguyện của bà đã được hoàn thiện khi mà ông Tuyền quay trở về Việt Nam thăm gia đình. Và đây là cái lần đầu tiên mà họ đoàn tụ, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng. Và cái dự án ảnh của Nguyên Anh đã bắt đầu từ đây, khi mà bạn ấy tò mò tìm hiểu
muốn tìm hiểu về ông Tuyền, và một phần là Nguyên Anh choáng ngợp trước cảm xúc và phản ứng của bà sau cuộc hội ngộ. Ban đầu khi thực hiện dự án thì Nguyên Anh đã chọn cái phong cách nhiếp ảnh tư liệu truyền thống, nhưng mà sau một thời gian thì bạn ấy gặp nút tắc ở đây, đó là bạn ấy không tìm được cái sự kết nối giữa ba câu chuyện, là chuyện về bà ngoại của mình, chuyện về ông Tuyền và cái việc trở về của ông Tuyền, thì bạn ấy không biết kết nối ba cái chuyện này lại như thế nào. Và suýt nữa thì bạn Nguyên Anh đã bỏ dở cái dự án ảnh này vào năm 2016. Nhưng mà sau đó thì bạn ấy nhận ra là mình đang chỉ cố gắng ghi lại những cái gì trước ống kính máy ảnh, và câu chuyện thì không hề bày ra trước mắt hay là có thực. Vì Nguyên Anh nhận ra rằng câu chuyện nằm trong sự tưởng tượng của những người trong gia đình về ông Tuyền. Họ hình dung về một ông Tuyền trong tâm trí hơn là những gì ông Tuyền thực sự là. Vì thế mà thông qua nhận thức này thì bạn ấy đã phát triển dự án theo nhiều hướng khác nhau và mở ra một ý tưởng mới, đó là vẽ nên một nhân vật hư cấu thông qua việc sử dụng các phương tiện khác nhau. Vì thế là ngoài việc chụp ảnh thì Nguyên Anh cũng thực hiện những cái ghi âm những cái cuộc phỏng vấn với những người họ hàng trong gia đình về suy nghĩ của họ về ông Tuyền, và cũng nhờ những họa sĩ khác nhau vẽ phác họa về hình ảnh của ông Tuyền qua những cái thông tin ít ỏi mà họ nhận được. Thông qua cái dự án gửi anh Tuyền này thì Nguyên Anh mong muốn phần nào hàn gắn những cái vết thương của người Việt trong và ngoài nước đối với khán giả chung, thì Nguyên Anh muốn họ có thể tìm hiểu về hiệu ứng kéo dài của cuộc chiến diễn ra trong các gia đình, và đối với những người Việt sinh ra trong và ngoài nước thì Nguyên Anh mong muốn mọi người có thể có một cái nhìn khác và xem xét lại cuộc chiến chống Mỹ này, vì chúng ta luôn coi những cái người ở phía bên kia là kẻ phản bội. Ở góc độ cá nhân thì đây là cuốn hồi ký về 63 năm xa cách giữa bà ngoại của Nguyên Anh và anh trai ruột của mình. Thông qua dự án ảnh này thì Nguyên Anh mong sẽ có thể thu hẹp khoảng cách giữa bà và anh trai cũng như những người họ hàng của mình. Cái dự án ảnh này của Nguyên Anh đã nhận được giải thưởng về nhiếp ảnh tư liệu của Trung tâm Nhiếp ảnh và Phim Objective ở bên Singapore, và bạn ấy đã có một triển lãm. Thông qua cái dự án ảnh này thì mở ra cho mình một cái hướng suy nghĩ rộng hơn về nhiếp ảnh tư liệu có thể kết hợp với các cái phương tiện khác như Nguyên Anh làm, và có lẽ sẽ là một cái gợi ý và cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia khác của Việt Nam. Cảm ơn anh em.